Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự bảo quản hay bảo tồn. Phương tiện bảo quản là gì? Hành động, quá trình hoặc kết quả của việc bảo quản là một cái gì đó, chẳng hạn như các hoạt động, quá trình giữ một cái gì đó có giá trị sống, còn nguyên vẹn, hoặc thoát khỏi hư hỏng, hoặc phân rẽ, bảo tồn khu vực công viên. Di tích bảo tồn của một truyền thống cũ, sự nhấn mạnh đặc biệt của những năm gần đây trên bảo quản tiếp tục trong năm 1988. Ví dụ, bảo quản là gì? Bảo quản là hành động duy trì, bảo vệ hoặc giữ một cái gì đó tồn tại. Một ví dụ bảo quản là quỹ đất bảo vệ rừng. Một ví dụ bảo quản là một lọ cà chua đóng hộp. Các hành động bảo quản quan tâm giữ gìn, hành động giữ cho khỏi bị phá hủy, mục nát hoặc bệnh tật. Mục đích chính của việc bảo quản là gì? Bảo vệ tài sản văn hóa thông qua các hoạt động giảm thiểu sự suy thoái và hư hỏng hóa học và vật lý và ngăn ngừa mất nội dung thông tin. Mục tiêu hàng đầu của việc bảo tồn là kéo thời gian dài tồn tại của tài sản văn hóa. Tại sao chúng ta cần bảo quản thực phẩm? Bảo quản thực phẩm ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật, chẳng hạn như nấm men hoặc các vi sinh vật khác. Mặc dù một số phương pháp hoạt động bằng cách đưa vi khuẩn hoặc nấm làm tấn vào thực phẩm và làm chậm quá trình oxy hóa chất béo gây ôi thui, một số phương pháp bảo quản thực phẩm được biết là tạo ra chất gây ung thư. Định nghĩa tốt nhất về bảo quản là gì? Sử dụng danh từ bảo quản để chỉ một việc bảo vệ một thứ gì đó, đặc biệt là khỏi mất mát hoặc tính hoặc nguy hiểm. Bạn có thể chiến đấu để bảo vệ rừng cây gần nhà vì đất cả các loài động vật ở đó. Bảo quản cũng là một quá trình giữ cho những thứ hữu cơ không bị phân hủy. Sự khác biệt giữa bảo tồn và bảo quản là gì? Bảo tồn nói chung gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, trong khi bảo tồn gắn liền với bảo vệ công trình, vật thể và cảnh quan. Nói một cách đơn giản, bảo tồn tìm cách sử dụng hợp lý thiên nhiên, trong khi bảo quản tìm cách bảo vệ thiên nhiên khỏi việc sử dụng. Tầm quan trọng của việc bảo tồn là gì? Bảo quản và giữ gìn tài liệu thư viện là một khía cạnh quan trọng của quản lý thư viện và thông tin. Tầm quan trọng và sự cần thiết tối quan trọng hơn các nước nơi mà nguồn lực hạn chế và các thư viện cần phải cân bằng chúng với các nhu cầu của một số lượng ngày càng tăng của sinh viên hy vọng sẽ sử dụng chúng. Ưu tiên bảo quản thực phẩm là gì? Ưu tiên bảo quản thực phẩm: thứ nhất, tăng thời gian sử dụng; thứ hai, giảm nguy cơ mầm bệnh vi sinh vật; thứ ba, giảm hư hỏng; thứ bốn, bất hoạt động các yếu tố kháng sinh dưỡng; thứ năm, đảm bảo cung cấp thực phẩm theo mùa quanh năm; thứ sáu, thực phẩm dễ hư hỏng có thể được vận chuyển đến những khoảng cách xa nơi sản xuất. Những gì tự bảo quản? Bảo quản là một hành vi hay tập hợp các hành vi để đảm bảo sự tồn tại của một sinh vật. Nó phổ biến trong tất cả các sinh vật sống. Tự bảo quản cũng có thể được hiểu theo nghĩa bóng, liên quan đến các cơ chế đối với nhu cầu để ngăn chặn chấn thương tình cảm từ bóp méo tâm trí. Bảo tồn, bảo vệ môi trường khỏi các hoạt động có hại của con người như thế nào? Ví dụ, bảo tồn thường liên quan đến các hoạt động khai thác gỗ bền vững để giảm thiểu nạn phá rừng. Gia tăng số người có giá có nghĩa là nhu cầu lớn hơn để về nước, thực phẩm, gỗ, sẻ và các nguồn tài nguyên khác đến từ môi trường tự nhiên. Là những gì tự bảo quản trong tâm lý học? Tự bảo quản là một hành vi tập hợp các hành vi để bảo vệ sự tồn tại của một sinh vật. Nó phổ biến trong tất cả các sinh vật sống. Tự bảo quản cũng có thể được hiểu theo nghĩa bóng, liên quan đến các cơ chế đối với một nhu cầu
để ngăn chặn chấn thương từng kẻ bị bóp méo. Tầm quan trọng của việc bảo quản là gì? Bảo quản thực phẩm là quá trình ngăn ngừa sự thối rữa, hư hỏng của thực phẩm tươi, sống đến sản xuất, ra và bảo quản điều kiện quy định để sử dụng trong tương lai. Bảo quản thực phẩm đóng vai trò thiết yếu đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các nhà tiếp thị đang là một vị trí để kiếm được nhiều hơn và nó làm giảm sự hư hỏng thực phẩm và phân rã. Tại sao điều quan trọng là phải bảo tồn văn hóa? Điều quan trọng là phải bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta, bởi vì nó giữ cho chúng ta toàn vẹn với tư cách là một dân tộc. Tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật để có thể không phải là bản thân biểu hiện văn hóa, mà là sự giàu có về kiến thức và kỹ năng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.